Greetings to our friends in Vietnam. Welcome to the Inland Headquarters here in Newport Beach. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại Việt Nam và đây là văn phòng của Inland tại Newport Beach. My name is Buck Johns and I founded Inland 40 years ago. We have been in these offices for 32 years. Tôi là Buck Johns. Tôi đã thành lập công ty Inland cách đây 40 năm và văn phòng chúng tôi đặt tại tòa nhà này hơn 32 năm. Số lượng người Việt Nam khá lớn bên ngoài Việt Nam và tại miền Nam của Cali. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị những cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ. Cho đến nay đã có 55 nhà đầu tư từ Việt Nam đầu tư với các dự án của Inland và tôi biết rằng tất cả các nhà đầu tư đều rất hài lòng. Và bây giờ tôi muốn giới thiệu đây là Thạch. Thạch là người mà đã làm việc với công ty một vài năm rồi và đã đến từ Việt Nam, cho nên là Thạch đã làm việc với rất là nhiều những nhà đầu tư đến từ Việt Nam trong thời gian gần đây. Tôi xin giới thiệu đây là Tom Barnett, là phó chủ tịch của Inland, đã làm việc với Inland trong thời gian rất dài. Xin chào. Tôi là Tom Barnett, là phó chủ tịch của công ty Inland và hiện nay tôi đã làm việc với ông chủ tịch Buck Johns hơn 20 năm qua. Như chủ tịch Buck Johns vừa giới thiệu, chúng tôi rất thành công với những dự án đầu tư định cư EB-5 và phần lớn các nhà đầu tư đến từ Việt Nam. Đến nay chúng tôi đã phát triển nhiều dự án thành công và tôi tin rằng chúng tôi tiếp tục có những thông tin đầu tư thú vị dành cho quý vị tham gia cùng chúng tôi tại Hoa Kỳ. Tom và tôi đã nhiều lần đến Việt Nam và chúng tôi thấy rằng đây là một trong những đất nước tuyệt vời trên thế giới. Tôi rất ngưỡng mộ với thành phố Sài Gòn của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm vừa qua. Cùng với đó là các lăng tẩm tại Huế, cầu Rồng tại Đà Nẵng, các hồ nước rất đẹp tại Hà Nội và đặc biệt là thang cảnh tuyệt vời của Vịnh Hạ Long. Quý vị đang sống trong một đất nước có các phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Tôi rất muốn giới thiệu đến quý vị đất nước của chúng tôi cùng với những cơ hội đầu tư tại đây. Xin chào, tôi là Tom Bozoa, là giám đốc tài chính của công ty Inland. Tôi đảm nhiệm công việc tài chính, kế toán và kế hoạch của công ty. Tôi rất vui mời quý vị đến với công ty chúng tôi tại miền Nam của Cali. Tôi là David Joseph, là giám đốc bất động sản của công ty Inland. Chào mừng quý vị đến với Cali và tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các dự án đầu tư tuyệt vời, dự án nhà phố và các tiệm bán lẻ. Xin chào, tôi là Tao Long, đã làm việc với chương trình EB-5 của công ty Inland rất lâu và đến nay chúng tôi đã có hơn 80 nhà đầu tư tham gia. Xin chào, lần nữa tôi là Tom Barnett và đây là văn phòng làm việc của tôi. Tôi muốn giới thiệu đến quý vị những hình ảnh và vật dụng tôi có tại đây là những dự án mà tôi đã tham gia. Và tôi rất mong đón tiếp quý vị đến với chúng tôi tại văn phòng tại Cali. Tôi muốn chào đón quý vị đến với văn phòng của tôi. Tôi đã làm việc tại đây hơn 32 năm rồi. Tôi cũng đã hoạt động trong lĩnh vực chính trị và đây là hình ảnh mà tôi chụp với Tổng thống Nixon. Và đây là tôi và vợ tôi tại nhà của Tổng thống Nixon. Hình ảnh mà Tổng thống chụp tại nhà tôi. Còn đây là hình ảnh tôi chụp với Tổng thống Reagan, Tổng thống Bush và Chủ tịch của Walmart. Đây là hình ảnh dự án năng lượng thành công của chúng tôi tại Cali đã thiết kế và đang trong thời gian tiến hành. Dự án năng lượng này đã đạt được giải thưởng dự án năng lượng của năm tại Hoa Kỳ vào năm 2003. Đây là bản đồ Việt Nam mà trong đó chúng tôi đã thăm hầu hết các thành phố chính từ Bắc vào Nam. Đây là biển Thái Bình Dương và đây là vịnh Newport Beach và đây là văn phòng của chúng tôi. Và đây là bộ sưu tập hóa thạch mà tôi rất vui được giới thiệu mỗi khi nhà đầu tư đến thăm văn phòng chúng tôi. Bây giờ tôi muốn giới thiệu quý vị đến dự án EB-5 thành công của chúng tôi, dự án tòa nhà Truax Building. Bây giờ tôi giới thiệu đến quý vị dự án hiện tại của chúng tôi, dự án Union Village tại thành phố Henderson, tiểu bang Nevada. Dự án là một làng y tế tích hợp đầu tư 1,3 tỷ Mỹ Kim nằm sát với trung tâm giải trí nổi tiếng thế giới Vegas. Thị trường bất động sản cao cấp tại Vegas sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Có đến 10 tỷ Mỹ Kim đang đầu tư vào các dự án tại Nevada. Nevada là tiểu bang phát triển nhanh nhất trong năm thập kỷ qua. Và nơi đây cũng là một trong những tiểu bang nghỉ hưu tốt nhất tại Hoa Kỳ. Trước mắt quý vị là dự án Union Village, là trung tâm y tế tích hợp đầu tiên trên thế giới. Và đây là những hình ảnh của bệnh viện Henderson và khu phức hợp.
gồm các trung tâm y tế đã xây dựng hoàn tất nằm trong dự án. Như quý vị thấy trong các hình ảnh của video thì giai đoạn 1 của khu chung cư đã hoàn thành. Và hiện nay thì giai đoạn 2 của khu chung cư đã và đang bắt đầu tiến hành xây dựng. Tòa nhà này là trung tâm thể dục Las Vegas, là một trong những trung tâm thể dục lớn nhất thế giới đã xây dựng hoàn tất vào năm 2018. Khu đất có ghi chú ở vị trí này là dành cho việc xây dựng làng trí nhớ Memory Village. Đây là vị trí dự án đầu tư EB5 tiếp theo của chúng tôi, dự án trung tâm chăm sóc sức khỏe Wellness Center. Vị trí dự án khu nhà phố có tiệm bán lẻ tầng trệt sẽ được xây dựng tại vị trí này. Các số liệu thống kê tại Hoa Kỳ cho thấy hiện tại giá nhà đã tăng 100% từ năm 2012 đến nay. Hai chuyên gia bất động sản, ông Francis và ông Alan, là người đã thu thập dữ liệu thị trường để đưa ra các dự báo về giá nhà phố tại khu vực của dự án. Đây là hình ảnh đội ngũ quản lý dự án Inland và Union Village. Đây là hai nhà phát triển dự án sẽ là đối tác của Union Village phát triển dự án nhà phố và các tiệm bán lẻ. Đây là một vài hình ảnh của chuyến thăm và gặp gỡ với các nhà đầu tư tại Sài Gòn, Hà Nội và Hạ Long của đội ngũ nhà phát triển dự án Union Village cùng với chủ tịch công ty Inland. Phát biểu của giám đốc điều hành Union Village và tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hello, I'm David Baker and it's my great privilege to serve as president of the Pro Football Hall of Fame. I want to share with you one of the most excellent real estate projects of all time, Union Village in Henderson, Nevada. Union Village is changing the way that healthcare is delivered. It's a 178-acre project that is a $1.3 billion project that is the biggest integrated health village in the world. And it also has a residential village for the people that will work there, which will be more than another 1,500 apartments and condominiums. It's my great privilege not only to assess excellence here in Canton, Ohio, but to serve on the management committee at Union Village. It's a project that I am very, very proud of. I know that it's changing lives. I know that it's a great investment and that it is creating enormous jobs. So I hope you'll come visit us at Union Village. I hope you'll participate in it and I hope you'll support it. I think it's fantastic. It looks like it's going to be just a tremendous success. You have a wonderful developer right here and he's going to do a great job. His reputation's so great.